Nhớ nhá, là mẹ con là phải yêu nhau. Chỉ vì cái món đồ chơi này. Liếm con, xin lỗi con đi. Khẩn trương. Nhanh, nếu không xin lỗi thì cứ ngồi đây. Không có đi đâu cả. Lì. Đại ca nó quen này, ở nhà này chỉ có một mình anh được phép làm đại ca thôi. Hôm nay lại cà khịa nhau. Con ở giữa là siro. Đây, chỉ vì cái món đồ chơi này. Không, lên ghế ngồi. Pila. Pila lên ghế ngồi. Pila đi lên. Nào, Messi. Cái cục này, ba con cùng tranh cùng muốn chơi cái cục này. Đút túi, không có con nào được chơi cả. Con Pila lên ghế ngồi, để anh giải quyết vấn đề này. Vừa rồi là Siro cầm. Pila với lại Messi ngồi trực. Để Siro rơi ra thì là sẽ có con nhặt được. Pila ngồi trực trước, Messi ra không cho Pila ngồi trực. Thế là hai mẹ con đấu mỏ. Ngồi yên đấy. Ngồi yên. Ngồi sát vào nhau, con Siro lượn ra kia, không có việc của con Siro ở đây. Siro lượn ra kia. Thế Pila với Messi này ý là như thế nào? Hả? Ý của Messi với Pila là như thế nào? Ngồi sát vào nhau. Messi ngồi sát vào. Sát vào. Messi đâu? Messi ngồi sát vào. Sát vào chỗ mẹ. Ngồi xích vào trong. Ngồi vào đây. Thế bây giờ anh hỏi hai đứa, con Siro ngồi yên. Thế đứa nào vừa rồi, đứa nào cà khịa đứa nào trước? Hả? Là con Pila cậy làm mẹ đánh con Messi trước à? Hả? Có bảo không? Có phải con Pila cậy làm mẹ đánh con Messi trước không? Hay là con Messi bênh con? Hả? Ở trong nhà mà vì cái cục đồ chơi mà cà khịa nhau. Mẹ con cái kiểu gì đấy? Hả? Vừa mới hôm trước vừa mới mắng xong. Chứ không có phải là thích là cà khịa nhau mà đầu gấu ở đây đâu. Đuổi tống cổ ra khỏi nhà đấy. Còn cà khịa nhau nữa là một đứa đi, một đứa sang trại ở. Chứ không có cái chuyện ở chung mà cà khịa nhau đâu. Vớ va vớ vẩn. Va vớ vẩn cái kiểu làm sao. Dừng, Messi ngồi yên đấy. Chưa xong. Messi. Còn Messi đi đâu? Messi lên ghế ngồi đi Messi ạ. Messi ra đây. Si. Pila ngồi yên đấy. Con Messi đâu rồi? Pila ngồi yên đấy, chưa xuống. Ngồi yên. Messi ra đây. Anh nói Messi bỏ ngoài tai à? Lên ghế ngồi. Liếm như thế chưa phải là xong đâu. Con Pila. Vừa rồi là Messi nó liếm Pila, bây giờ Pila ra liếm làm hòa với Messi đi, không phải Pila làm mẹ mà Pila cứ muốn làm đại ca là cà khịa nào cà khịa. Ra liếm con. Khẩn trương. Nào. Ngồi sát vào. Pila sát vào đây. Rồi, ngồi xuống. Liếm con. Nhanh. Ở nhà này nhá. Là anh mới là đại ca nhá. Anh nói cho Pila biết nhé, chứ không phải là mà cứ lúc lần nào cũng là để cho con nó ra nó làm lành với Pila đâu. Ngồi yên, không đi đâu, xích vào, xích vào đây. Pila, Pila xích vào đây, ngồi sát vào, không ngồi ra đằng đấy, xích vào đây. Con Siro thì ngồi yên đấy, xem không phải vớ va vớ vẩn, ngồi yên đấy. Siro nhá, Siro là đầu trò nhá, Siro cướp cái đồ chơi của bà nhá.
bà đang chơi, bà hở ra, bà ngủ quên một cái là Siro cướp, Siro cầm vào trong 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 mấy nhá. Pila đi đâu Pila? À đi uống nước. Được rồi, cứ ngồi yên đấy, Messi ngồi yên đấy. Chờ nó uống nước xong. Chờ nó uống nước xong rồi Pila vào đây. Lên ghế ngồi. Lên trên ghế, lên ghế cơ. Không. Thế thì ngồi ở bên dưới thì Pila liếm Messi đi. Messi ra sang bên này. Pila lên ghế ngồi. Lên ghế, ghế đâu? Không, lên ghế đã, chưa xong. Messi ngồi xích vào. Rồi, ngồi đấy, Pila liếm Messi đi. Nhanh. Làm hòa với con. Con nó liếm Pila rồi. Pila liếm làm hòa với con đi, khẩn trương. Nào, con nó đang chờ đấy, anh đang chờ Pila làm hòa đấy. Không phải quan tâm đến con Siro làm gì cả. Con nhá, con nó đang bầu bí nhá. Mà đại ca bắt nạt nó thì đừng, còn bắt nạt nó đừng có trách anh. Liếm con, xin lỗi con đi. Khẩn trương. Nhanh, nếu không xin lỗi thì cứ ngồi đây. Không có đi đâu cả. Lì. Đại ca nó quen này, ở nhà này chỉ có một mình anh được phép làm đại ca thôi. Nhớ nha, là mẹ con là phải yêu nhau. Đừng có hở một tí ra mà gừ nhau là đừng có trách. Lúc nào con nó cũng làm lành trước. Mẹ thì cái kiểu ở đâu, cái kiểu mẹ ở đâu mà cái kiểu mà cứ thích là đè con ra bắt nạt à? Để nó nhiều mới được mấy hôm. Thế hôm nay đã được một tuần chưa? Đợt này sao lại để Pila để nó nhiều vậy? Anh đang quay lại đấy. Anh quay lại cái lần này để anh sẽ nhớ ngày, xem là ngày nào là cái ngày mà Pila lại lên cơn đại ca. Lần trước anh quay này anh vẫn còn đang nhớ đấy. Mới có mấy ngày thế đấy. Chắc được một tuần. Vì mỗi một cái cục đồ chơi bé con mà bao nhiêu cái cục ở bên ngoài mà nó cũng cùng màu như thế mà cứ phải nặng nặc là phải đúng cái cục đấy à. Va vớ vẩn. Con Siro, Siro lên, ngồi vào giữa. Siro ngồi xong ghế bên kia. Sang bên kia. Sang bên kia ngồi với mẹ với bà. Khẩn trương. Siro. Bây giờ mới giải quyết đến phần Siro. Siro lên ghế ngồi. Ngồi vào giữa. Lên. Không ngồi bên kia, không ngồi bên này. Sang bên kia ngồi. Siro lên này. Siro. Lên. Lên ghế ngồi. Còn đủ chỗ. Khẩn trương. Con Siro đâu rồi? Ra đây, không phải chuồn. Siro. Lên. Không, không ngồi ở bên này con này. Không. Ngồi ra, ngồi vào đây. Sang bên này ngồi. Sang ngồi sát bàn. Nhanh khẩn trương. Sang ngồi sát bàn, xin lỗi bàn này. Siro. Ra đây. Siro. Siro đừng để anh nói nhiều nhá, hay là Siro muốn ra khỏi nhà. Ra đây. Siro, Messi ngoan. Siro ra đây. Sẽ không Messi sang bên này ngồi. Ok. Rồi, con Siro lên. Siro. Siro. Này. Mẹ ra đây còn con thì trốn ra cửa. Siro định chạy đi đâu? Pila ngồi yên đấy. Con Siro đâu rồi? Siro. Lên ngồi với bà. Không. Lên ngồi với bà. Siro sang đây. Việc của mẹ đã xong. Đến lượt Siro.
Nào, Pila ngồi yên đấy. Không, ngồi yên. Siro. Siro lên đây. Khẩn trương. Nè, Siro mà cái kiểu lì đi nhá. Thế Siro cút ra khỏi nhà nhá. Lên đây, anh bảo Siro đi lên trên này. Khẩn trương. Gọi Siro, Siro coi như điếc luôn. À. À. Lần sau nhá, anh cấm nhá. Siro không chơi cái bài theo cái kiểu là ăn cướp vậy đâu nhá. Nhá. Đồ chơi cái món bà đang chơi mà ăn cướp mà chạy mà cầm vào chuồng. Cầm vào trong chuồng rồi nằm ở trong trong lồng rồi. Rồi bà với mẹ, bà ra bà trực để bà lấy lại, rồi mẹ lại ra mẹ can, rồi bà với mẹ đánh nhau. Chỉ vì Siro nhặt mỗi cái cục đồ chơi vớ va vớ vẩn này đấy. Cái cục này anh sẽ tịch thu lại. Nó cũng chỉ còn mỗi một cái đầu còn sót lại thôi. Nào, nào, lại, nó không, bỏ ngay ra. Vẫn là hai đứa cùng ham thích cái cục này. Không, bỏ nó ra. Cục này là cục của anh. Không có đứa nào được phép chơi cái cục này nữa. Bởi vì cái cục này mà đánh nhau. Vì cái cục này mà mất đoàn kết. Tịch thu, bỏ ra. Không có đứa nào được chơi cục này nữa. Nào. Đấy. Khi mà nuôi nhiều con chó thì nó là như thế đấy. Nó chỉ có một cái cục đồ chơi khi mà nó còn sót lại một cái cục như thế này. Thì chúng nó tranh nhau. Cục này là cục ngày hôm nay là cục này là Pila đang chơi trước. Pila đang chơi trước thì Pila sơ hở ra. Để sang đấy để đè lên gặm chán rồi để sang đấy để đè chân lên, nhưng mà lệch cái chân ra một cái là Siro vào, Siro nhặt ngay cái cục này, Siro chui vào trong lồng. Thế là Pila ra trực ở ngoài cửa lồng để Pila cướp lại. Nhưng mà mẹ Melsi thấy Pila trực lâu quá thì ra bênh can. Thế là Pila với Melsi là hoạnh hoẹ nhau lụp bụp chỉ vì một cái cục rất là bé này, trong khi mấy cục to thì chúng nó không chơi. Cục này nó gặm tan một cái cục, nó có hai đầu như thế này, cao su gai gặm để cho nó sạch răng ấy. Lần sau mà bà đã chơi nhá là không được cướp nhá. Không phải vì một cái cục bé tí này rồi quay ra rồi mất đoàn kết với nhau đâu. Cục này anh sẽ thu. Không có đứa nào được chơi cái cục này nữa cả. Chơi những cục còn lại nhá. Cả con Pila nữa nhá. Không. Cục này là anh sẽ thu. Cục này là của anh và anh sẽ thu. Và không phải của Pila nữa. Bởi vì nó mà Pila với lại Melsi chạnh chọe nhau nhá. Cho nên cục này anh sẽ tịch thu lại, anh cho mấy đứa ở bên dưới tầng dưới chơi. Và cả con Siro nữa. Để yên thỉnh thoảng bà cho chơi. Nhưng mà bởi vì cướp của bà. Rồi để bà với mẹ đánh nhau, cho nên là sẽ không có đứa nào được chơi cục này nữa. Và cục này anh sẽ tịch thu lại. Chơi những cục còn lại, cục này từ hôm nay sẽ không còn ở trên tầng này nữa. Nha, không phải nhìn cái cục này nữa. Bởi vì cục này nó sẽ đi vào trong túi anh. Nha. Không còn nữa đâu. Chơi cục khác, ok, xong. Ừ.